Châu nghe đạt Dạ quá. hello anh. Chào Sao anh. rồi? Dạ. Kìa, ngồi ngang lâu lâu rồi nhưng bây giờ mới lên được diễn đàn, tự nhiên đi làm mới về biết không? Dạ. Rồi, chào anh gì đó, À nhớ chào anh tên à. Hải. Ok, em có nói, em phản biện là anh một tí nha, em người Quảng Nam. Ok, đôi lúc em nói hơi khó nghe tí. Anh nói là mấy người Việt Kiều mới qua hay chê thế này thế nọ đúng thế, nhưng mà xin thưa với anh là cái lỗi diễn đàn luôn, nó mới bỏ chắc ở dưới nghe luôn là em qua đây, vợ chồng em qua đây 2019 giờ. Bây giờ em xin thưa anh là nhà cửa xe cộ đầy đủ, ông bà Ủa anh đại gia Việt Nam qua hay là anh cài qua đây anh có nói 2019 con dít mà có nhà qua cửa hết xong rồi. em qua là qua qua gì xong là tháng 11, xong là một tháng sau là Covid đóng cửa và em vẫn có trợ cấp cấp là 2 lần mỗi người từ 3.200. Ok đó, tới nhà đồ ăn con bé đưa tới nhà đầy đủ không thiếu thốn gì cả, nhưng mà chưa có công ăn việc làm. Đến khi mình ra mình làm, ông bà mình có nói một câu mà chịu khó là có tất cả. Đúng rồi. Ok em xin lỗi anh em có nói lại, anh có nói một câu là mới qua mấy năm mà chê nước Mỹ đồ sự thật, em không có chê. Em có cái câu của em là Mỹ đế đô la vạn tế, Mỹ đế muôn năm vậy thôi. Em làm hết và ta hai bàn tay trắng, nói xin lỗi với anh Đạt nha, với anh là em qua tới đất Mỹ là trong tay em chỉ có 35 đô, Dạ. Vậy là anh nghèo hơn nghe em rồi. không có gì cả, mà uống rượu cũng không được, hút thuốc mình có tính hút thuốc hút cũng sao, cho nên phải mua cái thuốc rê á, thuốc rê có bán cái 5-6 đồng này. Anh mới anh biết rồi gì thuốc rê Mỹ đó, Nó mình bán ve mình hút không đó. rồi cuối gọi là sống tạm thời đi trên đất Mỹ đi, rồi từ từ mình kiếm rồi đi làm được ngày làm 2 chóp 3 chóp tùy đến sức khỏe của mình, mà làm miết cứ tích tỷ lần lần mà tuyệt đối đừng nên chơi. Và em nói một lần nữa là ngay em ở là bang Louisiana nè, quanh em là bốn cái bốn casino, bốn năm năm casino đó, đừng nên chơi, đừng nên ghé nó làm gì, thì mình vẫn dư, mình làm ra đồng nào dư đồng đó và mình thích cái gì có cái đó vậy thôi, chứ còn không có ăn cướp ăn trộm gì ai. Mày bỏ chắc cái sau mày qua 4-5 năm mà mày có nhà cửa mày ăn cướp đi nó, xin thưa là tao không ăn cướp, tao làm tao đóng thế đàng hoàng vậy là không, cái ngân sự tôi có cái tôi không chê đất Mỹ lúc đầu qua hơi bị sốc, nhưng mà cái đó cũng qua đi thì mình sẽ làm lại từ đầu tất cả. Cái quý giá nhất mà tôi nghiệm nhận qua đây 5-6 năm rồi, 4-5 năm rồi cả, mà hai anh biết là cái gì không, vật chất của cải xe cộ nhà cửa tôi không cần thiết, cái mà tôi quý nhất trong đời của tôi là tôi được tự do, Có tiền vậy mua thôi, cũng được tôi được tự do là cái tự do là một kiếp người. Ở bên này ở bên này xe cộ này kia nó là chỉ là phương tiện thôi, nó không phải là của cải Đúng, đó. nhưng mà vẫn có mình nhiều khi ở Việt Anh Nam, đi làm ít anh cũng mua được à? em nói với anh đó là nhiều khi ở Việt Nam sắm một chiếc xe này cái nọ đi ra phải nó mới đúng lúc cuộc nó vay đầu nó vay đuôi không được, nó hụt đầu luôn, chẳng có thằng nào mà có tiền túi mà mua chiếc xe hết trơn, không của riêng ai, xe đó là không chính chủ, xe của ngân hàng chính xác không, còn mình là xe của mình làm mình trả đọc ra vậy thôi, thích cái gì có cái đó, nhưng mà tùy khả năng của mình, nhiều khi họ ngân hàng vẫn tới ù mày thích mua gì nữa không, mình không thích, tại vì mình khả năng lực của mình làm tới đó mình cạn đó, khi nào ấy mình mua tiếp đúng hơn đã, mình đổi nhà đổi cửa dạng thôi Mình muốn nợ nhiều thì đổi vậy thôi, còn mình không muốn nợ không nợ thì mắc mình chứ cũng mình làm. ôm cái khổ gì cho mình đúng không, mắc không mà ôm Có khổ hay không mình, cho mình cần khổ hay không là dân đó à? còn những cái anh mà Việt Kiều mà lâu năm mà không làm gì ăn như như thằng ngần ngần kia Việt Kiều cháo cá cháo đồ gì đó, chẳng qua lặn 4 bức tường thôi, trong 4 bức tường suốt đời nó ở tù miết chả có cái gì hết, cho nên nó về được cái nó mơ nó thấy ăn được miếng ở Mỹ mơ không có được miếng cháo cá, xin thưa tôi
tao bốn năm năm tao tao ăn cơ ăn tự cũng được chứ đâu nuôi chú cá đâu không hèm nào nó đảng mà anh vậy anh cố gắng anh ngay giùm tao tao ăn tới gần trời dụng cho cá quá tao bình thường đó cho nên anh đừng nên nói như vậy anh lớn tuổi rồi anh nên trước khi nói anh phải lựa lời anh nói chứ anh nói như vậy là không ai nghe được hết á anh ở nước nào không biết và anh đi bao nhiêu năm tôi không cần biết đừng nên mở giọng nói mấy cái đó ok đó rồi em chỉ nói là những người mà qua mà người ta có tiền giàu đó là những người mà người ta chê á đó đó là những người đó người ta không có giá trị cuộc sống của người ta không có không biết ở đâu trời ơi, không biết nhưng anh nói vậy á là cái đám đó á là con ông cháu cha anh biết đó không không nó phải có là tiền nghĩa là có người ta quá của mình nó không có em có nói làm là cái quỹ này á là cho người nghèo cho cái người chỉ anh có cho như cho nên có cái nãy xin hỏi Đạt nha thì khi bà già là năm nay bà là bảy năm tám bảy tám tám đủ rồi hả thì em chuẩn bị nó qua rồi đó mà thằng em mới qua ngày này đó còn tháng sau là ngày em qua nữa là sao mấy luôn còn bà già ở Việt Nam nhưng mà tôi muốn đưa tôi đưa bà già qua mà tôi ngại qua qua Mỹ đưa bà già sợ bà đi bà mất bảo lâu quá đặc đã bị nó không có cái mình nói có sâu sồ thì mấy bù chắc nó không biết bù chỏ không biết mình nói cái ăn xin xã hội tôi ngại lắm sợ bây giờ lần quần mới đi lượm lâu mới là mất bảo bảo Mỹ tôi chưa dám đưa bỏ qua không mình đâu nói có nhiều người á người già đó ở Việt Nam người ta quen cái tánh mà tiết kiệm rồi người ta thấy như vậy người ta cái gì người ta cũng lụm người ta để dành nhưng mà nói là người ta đi, bắt buộc người ta đi lụm thì không có ai mà tại vì cái người già ở Việt Nam người ta thấy cái cuộc sống khổ đâm nhưng là mà cái thấy nó giả quá người em ta rất lời anh nói như này nhiều khi đưa bà già qua đó, em quay em xin phép em quay lại đó nha hình như có hình như cứ lo cứ bạc đâu có mà để mà lượng đây đạt khổ thế thế giờ mới đi miết rồi tội có sinh bệnh đó nữa đúng không vậy cái trụ điện cũng chạy về Việt Nam là không đâu có trụ điện đâu đó cho nên Không 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 có bảo không thấy không cái có cục điện lâu nào nữa đó chứ anh nó cao có cao mình không thấy cái điện cục điện ở trụ đầu điện luôn về kia Việt anh Nam làm đâu tỏ đẹp quá trụ điện nó về hết rồi nó về hết rồi đó lâu cũng có trơn gì trơn không có một cái gì sao bỏ đi lượm lông lượm rác đây còn mất bọc đây khổ là khổ thế cho nên em hỏi ý kiến anh có nên đưa bà già qua không sẽ ăn xin xã hội bên này cũng vậy đó sợ bá chứ còn bên kia nó ở anh xin lỗi em nói gì cả cái nữa nè năm này nó mới tăng lên 500.000 cho người trên 80 tuổi Có tăng rồi. 17.000 thì ngày ba bữa người ta sống cái gì bà già 80 họ cần miếng ăn miếng uống không chứ họ đã cuộc sống không cần nữa đúng nơi tôi nghĩ phải nhà nước là 17.000 một ngày ăn ba bữa 17.000 thì mình tính ra từ cỡ khoảng anh Đạt tính ra từ khoảng có phải là 70-80 xây không thì làm sao mà sống Chưa được một đồng đó thì đó năm năm này nó tăng lên 500.000 tức là bao nhiêu 500.000 là chưa tới 25 đô mới có 21-22 đô mà chia ra một ngày là bao nhiêu tiền là có phải 17.000 tiền tiền hộ không thì sao ngược sao ông bà già mà sống ăn cái gì sáng ăn miếng cháo trắng không không thịt không thà không dồi không á thì người ta quán bán cũng được 5-7 đồng rồi 5-7 ngàn rồi Bây giờ đủ cái chưa gạn hay là kẹp thêm kim với chỉ nữa anh Đạt anh biết kim với chỉ không kim với chỉ là bay bất cứ miệng là ăn một bữa thôi đừng ăn nhiều ăn nhiều nhà nước không đủ chi chi tiêu khổ là khổ của người dân trong nước khổ mới những người già nhưng mà mấy người lớn tuổi ở Việt Nam á thì ăn thì không có mình nói chứ người ta ăn bao nhiêu mà có cái là cái bệnh thuốc men không cái y tế là cái quan trọng hơn
nhiều. Không, anh em xin lỗi anh á, cái ăn uống mới quan trọng. Ăn uống được khỏe người ta vận động thì ít sinh ra bệnh. Không ăn không uống không đủ chi tiêu à, sinh ra suy nghĩ kinh tế thành đoán đổ bệnh. Cái bệnh là nhiều nhiều nhất. Vì em nói là cái viên, em nói cái dùng cái từ là vitamin T, ok, là vitamin T. Một ngày á, theo như em nghĩ thôi, một ngày người dân người già mà trên 80 tuổi 100.000 tiền hủ tiếu thôi là nó bớt bệnh, không người già khổ bệnh luôn, là 100.000 tiền Việt Nam là họ khổ bệnh, họ ăn đủ trong một ngày là tháng họ 3 triệu, tức là mình tính ra cỡ khoảng 101-102 đô vậy đó là ok. Là bệnh viện không có người già bệnh tật gì trơn, khỏe khoắn, vẫn đi tập thể dục của lượm lâu lượm bô gì trơn. Anh Đạt thấy em đưa ý kiến dạy có ok không? Dạ. Đó là cái đơn giản nhất thôi. Người 100.000 á, làm gì có tiền đó. Em hỏi anh lý do sao không có. Em đưa ý kiến thôi, anh em mình thảo luận mà. Dạ. 100.000 thì có cỡ khoảng 4 đồng 4 đô cho mấy. Đó, nhưng anh nghĩ có được không? Anh ơi, mất internet rồi. Em nó bị hello. Không nghe được cái khúc anh nói. Hello. Dạ nghe rồi. Nghe dạ. Tức là một ngày á là cỡ khoảng 4 đồng, 4 đồng của 4 đô của Mỹ thôi. Cho người già tháng thì cỡ khoảng 3 triệu tiền Việt Nam. Thì người già đã hết bệnh và bệnh viện cũng không có người già bệnh tật gì trơn á. Vì tiền ăn uống họ đủ chi phí trong ngày. Sống cuộc đời khỏe của lo ăn cơm no ấm là họ không có hết bệnh. Tại vì đó ý kiến em đưa ra như vậy. Chứ rồi có 17 thấy là 17.000 thì mới có 80 sen thì họ ăn không đủ sinh ra bệnh. Mà sinh ra bệnh là nhà nước thấy một gánh nặng vậy đó. Em đưa ý kiến vậy, em có ý kiến gì cho đó? Thì tiền ở đâu ra? Dạ cái tiền, cái nguồn tiền ở đâu ra để cung cấp 100.000 ngày mới nói? Anh nói vậy chứ 70-80 tuổi họ làm, họ nuôi, họ đóng thế bác biết bao nhiêu rồi, tiền thế nó không chết không lại đâu, mất tiêu rồi đâu biết họ sống được cái 5-10 năm đâu, đâu sống nhiều đâu, sống cái bách gia là gia lão đâu, họ đâu có sống tới 100 tuổi đâu, đúng không? Em nói vậy, nếu mà 4 đồng một ngày thì tùy theo ở vùng nào, chứ ở Sài Gòn bất cứ vùng nào từ cứ người già cái 180 tuổi, bất cứ vùng nào không phân biệt thì họ sẽ không đó, hello đó vậy đó, câu đó anh vậy thì bệnh tật người già cũng không ra, họ sống khỏe tại vì có tiền ăn tiêu đủ chắc người ta thì họ không sinh bệnh vậy thôi. Còn anh nói không có tiền thế người ta đóng biết bao nhiêu được, từ khi sinh ra tới cái tuổi đó biết bao nhiêu mà khi họ hưởng được cái mấy nói năm. Việt Nam đâu ai đóng thuế đâu anh nói đóng thuế hai à? Anh nói cho em không tin cơ trời ơi, nhiều khi mấy đứa nó nói đâu có đóng ai đóng thuế đâu mà đội gì anh cũng gì? Em cũng nghe dạ. Vậy đó, nhưng mà cái trứng gà anh tới 10 mấy lù thuế trong đó hả? Dạ. Khổ thế đó, không có một quyền lợi gì trơn. Nên là em đưa cái ý kiến như vậy, mà anh có ý kiến gì không? Góp ý thêm để cho mấy mọi chắc, hay là những cái ai nói gì anh Đạt nói từ đầu, lúc đầu diễn đàn á, cho nó nghe và hướng tới một cái tương lai cho những người già thôi. Trẻ thì cũng phải có sức đi làm, cứ cho người già cầu an sinh xã hội. Dạ. Tốt đẹp hơn, mong muốn điều đơn giản nhất, chứ cùng anh em mình cũng chẳng lật đổ, mình chẳng chống phá gì hết. Dạ. Thì muốn dạy thâu đất nước tông lạnh, đừng để người già mà đi mắc bệnh bắt đồ, hay đi lượm lâu, hay đi bắn bế số, hay đi chạy 70-80 tuổi mà còn đi đạp xích lô, tội quá, khốn nạn quá. Dạ. Đời sao mà bể khổ đó, không đổ thừa cho trời và không đổ thừa sao mà tôi sinh ra cái ngày giờ như vậy, đó là do chế độ quần ta chứ không do ai hết. Mời anh, mời anh. Đó, em nói lời, em mời hàng. Dạ, đúng gì? Trả lời. Sinh xã hội này á, đúng vậy á, mình nói cái an sinh xã hội này á, mà muốn gì, tụi mà bên đó Việt Nam bò đỏ, bò đen gì đó.
nó lên nó phản biện mình, nó nói ồ phải nói lại mọi Mỹ cái chuyện này buồn để gì để cho người ta nhìn ở nước Việt Nam là quá sướng à. Nhưng mà nó càng nói thì nó càng sai. Thấy không? Lúc nào nó lên nó cũng nói à nước Mỹ người già khổ này, nhưng mà nó đâu có thấy ở Việt Nam nó đâu có làm cái chuyện đó, đâu có lo cho ai đâu. Đó, mua nhưng càng nói mọi người đạt lên cái like này á, để mà nói về những đề an sinh xã hội cho người già là nó nhảy vô liền, nó nhảy như nó phản biện liền. Mình thôi cái này nó kiếm những cái video mà ở không biết ở đâu á, đây mà nó lấy những cái khúc nó cắt ra lên nó nói à, đó, nó vậy đó, nó cố tình mà. Rồi ở được cái nữa mà người già ở đây mà con chăm sóc và con được lãnh lương nữa. Cali đúng. Cali lên tới 20 đô hai mấy đô gì hồi trước ngày 18 thì đó 20 đô rồi 20 đô rồi mà nó không chịu nghe, nó không chịu hiểu. Ông lấy giờ mình dắt cái búa với cái liềm ra mình chẻ cái đậu ra hay sao, đúng không? Cái người mà người thân mà chăm sóc con, chăm sóc cho mẹ đó thì vẫn có lương. Dạ. Mà tại sao nó không hiểu thì hắn phải ít nhiều nó phải ở tại sao đất nước họ như vậy, đêm nào cái trang lên rước cái tay lên trắng lý do và tại sao mà đất nước mình không còn. Nó không chịu, nó cứ lù lù bắp 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 hắn là cứ bò chỉ ở thế nào ở đất nước còn tiếng tranh cầu nghèo nặng mãi cha nó không thiên lẩu xin lẩu cho mà hơi nó nặng tiếng chứ 49 năm 50 năm rồi họ đi tới đâu rồi bây giờ cũng cầu nó dắt cút ra đồng dắt này nọ đây nọ không trả là nước lên nước nồng tiếng ta lên tiếng xuống được mùa quá thì được mùa thì quên mất mùa thì tại thiên tai mà được mùa thì giao đẳng ta đại tình. Anh nghe câu nó có hay không? Thì tuyên truyền mà anh tuyên truyền vậy đấy. Lấy công còn mất mùa thì đổ thừa ông trời thì gọi là mùa đây thì mất giá là mất mùa là tại thiên tai, được mùa là do đảng ta tại tình. Anh nghe giải có được không? Mà công sức người dân bỏ ra hả nó ta ủng họ bán lưng cho trời bán mặt cho đất rồi được mùa rồi ép giá lên giá xuống ép hắn chặn lò chặn đồ vậy trời. Cũng hôm qua em nói chuyện trên diễn đàn ai đó mà có nút chân cài anh Đạt biết nút chân cài không? Dạ không. Nút chân cài người miền Nam đó nó cũng bưng cũng dữ lắm đó, nó là kỹ sư nông nghiệp đó, nhưng mà em hỏi mấy cái nó không trả lời được tại vì mấy người lên thấy nó bưng quá rồi chửi qua chửi lại cái em lên kêu thôi bây giờ anh em mình không chửi qua nhau làm gì, chứ mình muốn sáng để mình nói chuyện cho vui được cái gì có mất cái gì để mà nghe nó nói chặt luôn 6 tỉnh miền Tây mất nước lý do và tại sao rồi nhà nước có cách nào khắc phục hay không. Mà nó có thiên tai tại sao thiên tai nhà người dân 6 tỉnh miền Tây làm ra đóng thế từ gốc rạ mà thử lên tới ngọn luôn gốc đông hay đông tắt không tắt hay. Mà khi mà thiên tai ra hạn hán như vậy tại sao không có cái biện pháp mà để mà lo cho người dân là cứu cây lúa hay là cứu cây cá tai. Người dân đến bây giờ người dân là thiếu nước là sống không nổi nữa, thiếu ăn thì được mà thiếu nước họ thì có biện pháp gì không? Nó rất đơn giản mà tại sao nhà nước không làm? Nó là nhà nước một tâm về khó khăn không thể giải quyết, cho nên là sống chung với mạng ủ sư cha nó. Cái với thằng to nó xin lỗi anh Đạt nha. Cái okay, thằng to thằng lớn bộ trưởng bộ nông nghiệp á nên gia đình nó sống chung với mạng được hay không mà bắt người dân sống chung với mạng. Đó em đưa ra ý kiến như vậy nhưng mà nó trả lời không được, vẫn có cái ý kiến này nữa nè. Tại vì theo đạo á là 6 nước trên dòng sông của Mekong á từ thượng nguồn mà xuống hạ nguồn là của Việt Nam là thượng nguồn á Tây Tạng mà chạy qua 6 nước có sự là có ký kết trong đó rõ ràng. Em nói đây hơi sẽ hơi chuyện hơn cái chứng nhận thành cấp bách trong Việt Nam là cái người cái nước mà cuối cùng của họ lưu á
là không phải là có quyền quyết định mà có quyền ưu tiên và đồ họ trong sự nước bên, đất không ai của nước. Hải nhìn coi nó bị gì nó hỏi hè đó, không biết phải không? Chưa bị ngành gì đó khó nghe lắm, khó nghe lắm. Rồi đây internet ok đó, anh thấy sao thượng điện tích nước hạ điện khang mà cái xăng xu rầu dưới giờ dưới này 6 tỉnh miền Tây hạ nguồn thiếu nước trầm trọng, mà bên lậu không thiếu nước, Campuchia không thiếu nước, bất cứ nước đậu trong năm nước nó không có, không thiếu, mà Việt Nam thiếu. Yeah. Mà tại sao chính phủ không có ý kiến? Trung Quốc nó chặn rồi. Mày nút dân cai, mày phải trả lời. Mày bưng bô. Mày là thằng đấu nghịch. Nhưng mà tao chỉ hỏi vậy thôi. Nó trả lời được. Tại vì đi nữ họ ở ngậm hẳn. Vô thương với lại tư bản, bên đang cắt nguồn nước cho mày chết. Rồi lần lần nó đánh mấy cộng sản gì, cộng sản miền Nam tiêu hết, anh để ý của mấy cộng sản miền Nam tiêu hết rồi, không còn gì cả. Thôi mời anh nói chuyện, em nói góp ý vậy thôi. Dạ dạ, ok, cảm ơn anh Cao Bình nha. Em ngồi nha, có gì em góp ý thêm.